Anh ra điều kiện để thả siêu tàu chở dầu Iran. Theo Sputnik, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt ngày 13 tháng 7 đã tiết lộ về cuộc điện đàm với người đồng cấp từ Iran Javad Zarif trên mạng xã hội Twitter. Theo ông Hunt, Anh sẽ thả tàu dầu Grace 1 với duy nhất một điều kiện rằng Iran phải đảm bảo rằng con tàu sẽ không đi tới Syria. Nhà ngoại giao Anh viết rằng trong cuộc trao đổi, ông Zarif đã nói với ông rằng Iran đang tìm kiếm giải pháp xử lý khủng hoảng ngoại giao và không muốn tình hình leo thang căng thẳng. Quan hệ giữa Anh và Iran trở thành điểm nóng thời gian qua sau vụ thủy quân lục chiến của London cùng chính quyền Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh, bắt giữ siêu tàu Grace 1. Đây là phương tiện mang cờ Panama, thuộc quản lý của một công ty chủ sở ở Singapore và bị bắt vì Gibraltar nói rằng tàu này đang mang dầu Iran đi tới một điểm nằm trong danh sách trừng phạt mà EU giáng lên Syria. Iran thừa nhận mối liên quan với Grace 1 song tuyên bố rằng tàu này không tới Syria, đồng thời yêu cầu Anh thả ngay lập tức. Iran thậm chí còn cảnh báo bắt tàu Anh để trả đũa vụ việc mà Tây Gian gọi là hành động cướp biển. Ngày 10 tháng 7, Gibraltar tuyên bố họ đã trả tự do cho thuyền trưởng và ba thủy thủ Grace 1 mà không đưa ra cái buộc phạm tội và vẫn giữ tàu Grace 1. Truyền thông Anh đưa tin những ngày gần đây nói rằng chính phủ London đã quyết định sẽ đưa thêm tàu chiến thứ 2 tới Trung Đông trong bối cảnh Tây Gian bị cáo buộc đã nhiều lần muốn bắt tàu dầu Anh đi ngang qua khu vực. Iran bác bỏ những tuyên bố trên. Dù quan chức nước này từng đe dọa Anh sẽ bị đánh vào mặt vì dám bắt giữ tàu chở dầu Iran. Cũng trong cuộc điện đàm với ông Hunt, ông Zarif tuyên bố rằng Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu bằng mọi giá và kêu gọi Anh thả tàu Grace 1 ngay lập tức. Đức Hoàng. Theo Sputnik. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.